Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 367 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Giang Nam cùng Hỗn Độn Ôn Đế lao vào đánh nhau. Ôn dịch đầy trời, đại đạo của Hỗn Độn Ôn Đế bao phủ nơi đâu là tiên đạo mục nát, vạn vật chìm xuống, sinh mệnh điêu linh, rất thê thảm kinh người. Tựa như vũ trụ càn khôn sắp sửa rơi vào đại kiếp nạn tịch diệt. Mọi thứ trong quá trình suy sụp đến chết, đại đạo cũng suy vong. Đại đạo tịch diệt của tịch diệt đạo nhân là con đường tịch diệt kiếp, kiếp số tăng thực lực cho gã. Còn đại đạo ôn dịch của Hỗn Độn Ôn Đế là quá trình trước khi tịch diệt kiếp đến. Thiên nhân ngũ suy, hết thảy bị ôn dịch bao phủ, đại đạo cũng không ngoại lệ. Tuy Hỗn Độn Ôn Đế lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt không bằng tịch diệt đạo nhân, nhưng đại đạo ôn dịch chế tạo thiên nhân ngũ suy có đặc điểm riêng của nó. Hỗn Độn Ôn Đế càng kiêu dũng hơn, ôn dịch tăng khí thế cho gã. Mọi thứ rơi vào ôn dịch suy sụp, suy vong. Mỗi mình đại đạo ôn dịch là như cá gặp nước, càng thêm hưng thịnh, uy lực mạnh mẽ. Hỗn Độn Ôn Đế quát lớn: "Cực độ thân thể và pháp lực trong cùng cảnh giới, không ai vượt qua ta được." Đại đạo ôn dịch càng lớn mạnh, khiến pháp lực của Hỗn Độn Ôn Đế càng dồi dào hơn. Pháp lực như thế đúng là đến cực hạn của tất cả sinh linh. Pháp lực vô cùng cuồng bạo, chống đỡ Hỗn Độn Ôn Đế công kích, muốn đánh tiên giới thiên địa càn khôn mới khai thiên trở về Hỗn Độn Hồng Mông. Mỗi kích đánh xuống như dao động nền móng của tiên đạo, một đấm một đá làm thiên địa lắc lư. Tiên giới liên tục khuếch trương bị xé rách. Hỗn độn từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống như sắp nhấn chìm tiên giới vậy. Loại tình huống này không giống lúc Giang Nam đâm thủng trời. Hỗn Độn Ôn Đế phát tán đại đạo, dẫn động Hỗn Độn Hồng Mông, thậm chí khiến nguyên đỉnh, nguyên tháp không kịp khai thiên. Hỗn Độn Ôn Đế lôi kéo Hỗn Độn Hồng Mông không đủ để hủy diệt, thế nhưng bản thân gã là đại đế cổ thần trong hỗn độn. Hỗn Độn Hồng Mông vọt tới, tăng thêm nhiều sức mạnh cho Hỗn Độn Ôn Đế. Hỗn Độn Ôn Đế hoàn toàn bộc phát, không kiêng nể gì, căn bản không lo lắng nguyên đỉnh, nguyên tháp. Thấy gã phát ra thực lực có một không hai mà chuyển sang chu sát, bởi vì nguyên tháp, nguyên đỉnh không thể ngừng khai thiên. Hỗn Độn Ôn Đế cười to nói: "Ôn hành thiên hạ." Đại đạo ôn dịch xâm nhập không gian ức vạn dặm, nơi đi qua núi tiên mục nát, trời trăng tối tăm, tiên khí biến thành ôn dịch chi khí, tiên dịch tràn ngập mùi tanh tưởi. Ao vàng quỳnh dịch gần đó cũng bị ô nhiễm, tiên thiên tiên vực gần như hoàn mỹ trong ao vàng quỳnh dịch dần héo tàn, biến thành nhiều đại đạo ôn dịch hơn. Âm 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 âm. Cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế chứng to, một trưởng chụp xuống Giang Nam, cười to nói: sảng khoái mà, không kiêng nể gì, phá hủy hết thấy, biến mọi thứ thành lực lượng của mình. Cảm giác này thật sung sướng à. Huyền Thiên, mặc kệ ngươi có phải là bất không hay không, không thể đỡ được một kích của ta đâu. Cường giả như ngươi, chết trong đại đạo ôn dịch của ta. Tu vi, đại đạo của ngươi biến thành ôn dịch, chắc chắn sẽ nâng tầm đại đạo ôn dịch của ta lên một độ cao chưa từng có. Ngươi chết đi. Phạm vi ức vạn dặm như rơi vào không gian chết chóc hỗn độn, hỗn tạp nhất. Hư không lần lượt sụp đổ, bị ôn dịch, hỗn độn lấp đầy. Một kích của Hỗn Độn Ôn Đế từ ôn dịch và hỗn độn lao ra, uy lực mạnh mẽ khiến người nghi ngờ phải chăng gã đã phục hồi sức chiến đấu của đạo quân. Lúc bấy giờ biểu tình của Giang Nam trầm trọng, hắn hít sâu nhìn một kích tất sát bay ra từ hỗn độn ôn dịch. Một kích kia thật sự hung ác, Giang Nam phải tập trung tất cả tinh thần ứng đối với nó. Giang Nam quát to: "Đại La Thiên, mở!"
Một tiếng nổ vang lên đứt tai, vô số linh quang bất diệt dâng lên, đan xen thành các cung điện, đài cao, thần phủ, quỳnh lâu, tháp cao, ngân hà. Vô số dị tượng dâng lên, tổ thành một tòa Đại La Thiên, Nguyên Thủy Đại La Thiên. Năm ngón tay của Giang Nam xòe ra, Đại La Thiên hiện ra trong tay hắn. Giang Nam vỗ một trường, tiếng trầm đục kinh người vang lên. Hỗn độn Ôn Đế khẽ rên, gã cảm thấy lực lượng trong hai bàn tay không ngừng tan rã sụp đổ, bị bẻ gãy, nghiền nát. Bùm 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 bùm. Cơ tay của Hỗn độn Ôn Đế như pháo nổ tung, máu xen lẫn thịt vụn bay tung tóe. Một chuỗi tiếng rôm rốp vang lên là tiếng xương gãy. Hỗn độn cổ thần tự hào thân thể vô địch, rốt cuộc không còn vô địch nữa, gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Một trường của Giang Nam nổ nát nguyên cánh tay của Hỗn độn Ôn Đế, lực lượng sóng sau vọt tới. Hỗn độn Ôn Đế bị trưởng ấn vào ngực, Nguyên Thủy Đại La Thiên bằng linh quang bất diệt dồn hết uy lực vào ngực của Hỗn độn Ôn Đế. Hỗn độn Ôn Đế hộc máu té ra sau. Ở phương xa, Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân thấy cảnh tượng này trợn mắt há hốc mồm. Hai lão tiên quân cứ nghĩ là lực lượng tương đương, nhưng hiện thực là hoàn toàn nghiêng về một phía. Giang Nam không sử dụng Đinh Thiên Nguyên Thung, Hỗn độn Thiên Cung như Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân đã dự đoán, mà dựa vào sức mạnh bản thân nghiền áp Hỗn độn Ôn Đế. Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân thấy mặt bùng nổ của Giang Nam. Giang Nam lắc người bay tới trước mặt Hỗn độn Ôn Đế đã té xuống đất, giơ tay chặt xuống. Một trưởng này như đao như kiếm, chặt xuống như hỏa thụ ngân hoa. Vô số linh quang đan xen hình thành cái cây to tùm, trên cây kết hàng trăm trái. Trái cây không phải loại bình thường, đó là các hình dạng tiên tiên pháp bảo bằng linh quang bất diệt. Trái cây có loại chuông, tháp, đỉnh, tòa sen, bồ đoàn, quỳnh lâu, mộ cổ. Hình dạng mỗi trái khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Hỗn độn Ôn Đế giơ tay đỡ, cơ bắp nguyên tay trái bị lóc không còn một mảnh, xương treo lủng lẳng. Răng rắc một tiếng, cánh tay của Hỗn độn Ôn Đế bị Giang Nam bắt chặt bẻ gãy. Một trường chém vào đầu Hỗn độn Ôn Đế, nửa sọ não bị Giang Nam cắt. Hỗn độn Ôn Đế gầm giống, hai cánh tay mọc ra, chưa kịp công kích thì Giang Nam đã đấm mạnh vào ngực của gã. Trong khoảnh khắc, lực lượng chấn động vô số lần, cơ thể Hỗn độn Ôn Đế vặn vẹo như sắp xách. Ta sinh ra từ hỗn độn, là đạo chủ trong hỗn độn, người không giết ta được đâu. Máu chảy vào hỗn độn sao động, thân thể Hỗn độn Ôn Đế ngưng tụ. Hỗn độn Ôn Đế co giò, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Huyền Thiên, ngươi thật sự không phải bất không, bất không cũng không có bản lĩnh như ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, chờ khi ta phục hồi đến cảnh giới đạo quân, ta sẽ trở về tiêu diệt ngươi. Ôn Đế, ngươi không đi được đâu. Ngươi dẫn hỗn độn đến trợ giúp tăng thực lực, ta chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi đấy. Giang Nam tiến lên trước một bước, bàn tay to co lại. Tịch diệt Đại La Thiên. Hỗn độn dâng lên, bị nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tràn ngập, đan xen với đại đạo ôn dịch. Đột nhiên tất cả tan biến thành đại đạo tịch diệt tinh thuần, tịch diệt thiên hỏa, đốt hỗn độn hồng mông, nhốt hỗn độn Ôn Đế ở trong đó. Giang Nam quát lớn, khai thiên. Giang Nam định khai thiên hỗn độn và cả hỗn độn Ôn Đế. Tại phương xa, Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân kinh hoàng mà nhìn. Thái Chân Tiên Quân lẩm bẩm nói, Huyền Thiên giáo chủ đã là vô địch trong cảnh giới thiên quân rồi, đạo quân không ra mặt còn ai tranh phong với hắn được đấy. Hỗn độn Ôn Đế rơi vào tình thế chết chắc, khó có thể trốn khỏi một kích tất sát. Hỗn độn Ôn Đế dẫn hỗn độn hồng mông từ bên ngoài đến, thấy tịch diệt Đại La Thiên của Giang Nam thì mừng thầm. Dù sao Hỗn độn Ôn Đế cũng sinh ra từ hỗn độn, vì tịch diệt thiên hỏa dính hỗn độn mới sinh ra gã là tiên thiên thần thánh. Tịch diệt Đại La Thiên của Giang Nam khiến khắp hỗn độn dấy lên tịch diệt thiên hỏa, đối với Hỗn độn Ôn Đế như hổ thêm cánh, giúp gã tăng tu vi. Nhưng ngay sau đó, Hỗn độn Ôn Đế biết gã quá sai lầm, tịch diệt thiên hỏa này là đại đạo thần thông của Giang Nam. Hỗn độn Ôn Đế không hấp thu được cái gì, uy lực tịch diệt Đại La Thiên bộc phát, chấn động hỗn độn, luyện hóa, phá hủy tất cả, khiến Hỗn độn Ôn Đế lại bị thương nặng. Hiện giờ hỗn độn sắp bị Giang Nam khai thiên, Hỗn độn Ôn Đế cũng bị giết hẳn. Hỗn độn Ôn Đế sinh ra vì hỗn độn diệt thì gã cũng tiêu đời theo. Mau 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 cứu Ôn Đế.
Mắt thấy hỗn độn ôn đế sắp chết, đột nhiên hư không chấn động, lực lượng hùng hồn từ giữa hư không đánh tới, xuyên qua hỗn độn, biến thành mấy cây cột đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng trong hỗn độn hồng mông, nơi có hỗn độn ôn đế. Cây cột chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, là lực lượng thiên địa tiên giới. Có 3.000 cây sừng sững trong không gian hỗn độn như cây cột chống trời. Có người mượn lực lượng thiên địa khai thiên không gian tiên giới mà đối kháng với Giang Nam. Tiên giới khai thiên, không gian chứa tài phú, kho báu vô tận, khắp nơi tràn ngập các loại tiên khí, tiên dịch, tiên kim, cơ duyên. Lực lượng đó khủng bố biết mấy. Đây là thực lực của cường giả thần toán, nhất là lúc vừa mới khai thiên. Cường giả thần toán có thể tính ra các loại báu vật, kho báu, cơ duyên, xâm chiếm thiên địa tạo hóa, cướp huyền cơ trời trăng, mượn lực lượng thiên địa đại đạo. Một kích của Giang Nam định khai thiên hỗn độn, nhưng lực lượng này biến thành cây cột xuất hiện trong hỗn độn, chặn đòn tấn công lại. Vang một chuỗi tiếng nổ, các cây cột bị Giang Nam đánh gãy, hỗn độn tách rời. Nhưng có cây cột ngăn lại được, cho hỗn độn ôn đế một cơ hội sống. Hỗn độn ôn đế bắt chặt cơ hội đó, gã bay lên, chạy ra khỏi hỗn độn hồng mông, lắc người biến thành khí ôn dịch, trốn đi thật xa. Tại phương xa, mắt của Ma Kha Thiên Quân sáng lên. Thành công rồi, đi thôi. Ma Kha Thiên Quân vội dục Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn. Ôn đế mà chạy rồi là Huyền Thiên khó bắt lại được. Chúng ta đã thành công, đừng tranh chấp với Huyền Thiên nữa đi. Thiên Cơ Đạo Quân cười nói. Thật là tiếc cả, ta còn định mượn uy nhiếp thiên địa so tài với Huyền Thiên. Sau này sẽ có cơ hội thôi. Ma Kha Thiên Quân định mang Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rút lui thì đột nhiên khí ôn dịch bay vút đi khựng lại giữa không trung. Thần quang mờ mịt ùa ra từ hư không, các đóa hoa thần từ trên trời giáng xuống, chuông rung trống vỗ, tiếng tế tự làm lòng người như có một vị thần cổ xưa bước ra từ hư không vậy. Nơi phát ra thần quang và thần hoa có một lô bồng nhỏ nhoi lộ ra một góc trong không trung. Trước lô bồng có trống to, trước trống có thần nhân đứng vỗ. Huyền trung giữa lô bồng, trung to không người lắc tự dung. Lô bồng xuất hiện, chấn áp khí ôn dịch do hỗn độn ôn đế biến ra, đóng đinh gã tại chỗ. Khóe mắt của Ma Kha Thiên Quân co giật, vội chộp hai vị đạo quân chuyển thế. Huyền Thiên biết vị trí của chúng ta, mau mau tránh ra. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạ Thiên Tôn vừa bay lên thì hư không trước mắt bọn họ tan biến thành bàn tay to bao phủ thiên địa càn khôn, đập xuống ba người. Ma Kha Thiên Quân quát lớn. Mau hợp sức thi triển tuyệt sát nào. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn gầm lên, ba người hợp sức dẫn động lực lượng thiên địa. Thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo ồ ạt ập hướng bàn tay to vỗ xuống. Âm 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 âm. Ma Kha, Thiên Cơ, Đạo Tạng rên rỉ hộc máu bay ra. Một bàn tay to bẻ gãy nghiền nát, xóa tan tầng tuyệt sát thứ nhất, tiếp tục vỗ xuống ba người. Ma Kha Thiên Quân quát lớn. Nhị tuyệt sát. Đợt tuyệt sát thứ hai bộc phát, năm ngón tay liên tục búng, năm ngón như kiếm bén chém hết uy lực của tuyệt sát thứ hai. Tam tuyệt sát. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lại hộc máu, liên tục thụt lùi, cố gắng hết sức lực thi triển tuyệt sát thứ ba. Tuyệt sát xuất hiện, không gian nước vạn dặm biến thành sa mạc, mọi tiên linh khí bị hút khô, năng lượng chứa trong tiên kim trong phạm vi ước vạn dặm cũng bị hút đi, tiên kim thành đất hoang. Bàn tay co thành nắm đấm đánh mạnh, tuyệt sát thứ ba chưa hình thành đã bị nổ nát, bàn tay dựng thẳng chém mạnh xuống. Tứ tuyệt sát, ngũ tuyệt sát, lục tuyệt sát. Ba đạo quân liên tục thay đổi thi triển sáu tuyệt sát, rốt cuộc bàn tay kia cũng hết sức, khó truy sát được ba người. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tìm được đường sống trong chỗ chết, co giò chạy xa. Bọn họ bay ra ước vạn dặm mới đứng lại, ba người bị thương, hơi thở suy yếu. Thiên Cơ Đạo Quân nhìn chăm chú nói. Lợi hại, thật là lợi hại. Vùng đất Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân và Đạo Tạng Thiên Tôn thi triển sáu tuyệt sát đã thành nơi cằn cỗi nhất tiên giới. Chỗ đó có tiên linh khí, tiên kim, khoáng mạch, khoáng sơn đều bị hút đi linh tính. Ngay cả trời, trăng, sao đều tan biến, không chút ánh sáng mà thành đất hoang. Một kích của Giang Nam buộc Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thi triển sáu tuyệt sát mới trốn thoát được, suýt khiến bọn họ chết tại chỗ. Quá nguy hiểm, quá hung ác.
Đạo Tạng Thiên Tôn thở phào nói: "May mắn chúng ta hợp tác, có thể tính ra 6 chỗ biến đổi điểm rơi chiêu công kích của Huyền Thiên giáo chủ, nếu không đã bị hắn giết rồi." Vẻ mặt của Đạo Tạng Thiên Tôn nghiêm túc nói: "Thực lực của Huyền Thiên giáo chủ đúng là quỷ thần khó lường, là vô địch trong thiên quân. Nhưng Huyền Thiên không thể giết cường giả thần toán như chúng ta được. Hắn không đánh chúng, dù có thi triển chiêu thứ hai, thứ ba, vẫn không thể giết chúng ta được. Sau này tranh chấp với Huyền Thiên, đây sẽ là sở trường, là cơ hội chúng ta thắng lợi." Ma Kha Thiên Quân lắc đầu, khẽ thở dài: "Đạo Tạng, người nghĩ nhiều quá rồi. Huyền Thiên giáo chủ không muốn giết chúng ta, mục đích của hắn là giết Hỗn Độn Ôn Đế kìa. Mới rồi Huyền Thiên ra tay là vì buộc chúng ta thụt lùi, không cho chúng ta quấy rầy hắn giết Hỗn Độn Ôn Đế. Bây giờ chúng ta bị đẩy lùi ức vạn dặm, không kịp cứu Ôn Đế đâu." Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn hết hồn liền hiểu ra. Hai người vừa xấu hổ vừa kinh hoàng. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tập trung tầm mắt tìm kiếm tung tích của Hỗn Độn Ôn Đế. Hai người có cảnh giới thiên quân, giờ tập trung nhìn chỉ miễn cưỡng thấy Hỗn Độn Ôn Đế bị Lô Bồng giam cầm, đang đánh nhau với Giang Nam bên dưới Đại La Thiên, không thấy rõ tình hình cụ thể. Khoảng cách quá xa, công kích thần toán khó quấy nhiễu cuộc chiến giữa Giang Nam và Hỗn Độn Ôn Đế. Chờ bọn họ xông tới gần, e rằng Hỗn Độn Ôn Đế đã bị Giang Nam giết. Bọn họ thật khó chấp nhận kết quả này. Mục tiêu ba người đến là vì cứu Hỗn Độn Ôn Đế. Lúc này, thuở ban đầu khai thiên, cường giả thần toán dương cánh phát huy. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tràn ngập tự tin, cho rằng ba người hợp tác, dù không đánh lại Giang Nam cũng không chênh lệch quá xa, cứu được Hỗn Độn Ôn Đế dễ như trở bàn tay. Ai biết được bọn họ chỉ gây chút cản trở cho Giang Nam, không thể thay đổi chiến cuộc. Ma Kha Thiên Quân nhìn chiến đấu giữa Lô Bồng, bỗng mắt sáng lên: "Hai vị đạo hữu đừng buồn, Huyền Thiên không giết Hỗn Độn Ôn Đế được đâu." Ma Kha Thiên Quân cười nói: "Sư tôn của ta sắp ra tay rồi." Thiên Cơ và Đạo Tạng giật mình kêu lên: "Sao, Tịch Diệt đạo nhân sắp hành động sao?" Hai người nhìn chằm chằm, thiên địa gần Lô Bồng sao động, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang biến ra từ đại đạo Tịch Diệt, chui ra ùa vào Lô Bồng. Bên dưới Lô Bồng, Tịch Diệt linh quang bám vào các góc, phủ lên pháp bảo này, hạn chế uy lực của Lô Bồng. Chung to chống lớn, lư hương, bồ đoàn, các pháp bảo trong Lô Bồng giờ im phăng phắc, không phát ra chút uy lực nào. Lô Bồng là mô phôi chí bảo tiên đạo Giang Nam luyện chế, tế luyện cùng Đại La Thiên, biến ra từ tiên thiên bất diệt linh quang. Tuy Lô Bồng là báu vật bảo vệ, nhưng uy lực siêu mạnh, gần bằng tiên thiên pháp bảo. Tịch Diệt linh quang bay đến, lập tức khắc chế uy lực của báu vật này. Cuối cùng, Tịch Diệt đạo nhân cũng ra tay, mới bắt đầu đã thi triển bản lĩnh bất phàm. Tịch Diệt linh quang phủ lên pháp bảo, đối phương làm pháp bảo không thể phát huy uy lực thật sự. Đây là bản lĩnh thật của Tịch Diệt đạo nhân. Không chỉ thế, Tịch Diệt linh quang của Tịch Diệt đạo nhân có thể nuốt hết năng lượng trong pháp bảo của đối phương. Từ xưa đến nay, cường giả trong các thời đại, biết bao nhiêu người chết dưới chiêu này, bị nuốt pháp bảo, giết thân thể, đạo quả và nguyên thần. Ma Kha Thiên Quân thở phào nói: "Sư tôn ra tay, Hỗn Độn Ôn Đế an toàn rồi." Ma Kha Thiên Quân cười nói: "Tuy Tịch Diệt đạo nhân chỉ có một quan tài thoát được khốn, thế nhưng dù gì cũng là đạo quân cường đại nhất, đủ để Huyền Thiên giáo chủ chịu thiệt lớn rồi." Ma Kha Thiên Quân chưa nói xong, bỗng thấy hai loại linh quang khác nhau va chạm bên trong Lô Bồng, tranh đấu với nhau, là nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam đấu với Tịch Diệt linh quang của Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt linh quang của Tịch Diệt đạo nhân luôn thắng, rốt cuộc gặp địch thủ bị nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam dây dưa giằng co. Bên trong Lô Bồng, Hỗn Độn Ôn Đế và Giang Nam đang đánh nhau. Hỗn Độn Ôn Đế bị thương nặng, hoàn toàn yếu thế. Tuy Tịch Diệt đạo nhân ra tay, thế nhưng khó ngăn cản Hỗn Độn Ôn Đế thua trận. Đột nhiên trong không trung vang lên tiếng trống trận, một Tịch Diệt ma trống to lớn không gì sánh bằng hiện ra. Tiếng trống thùng thùng, tận thế kiếp âm diệt tuyệt tất cả, vỡ bờ đánh vào Lô Bồng bay lên cao, áp chế nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam. Trong tận thế kiếp âm, giọng Tịch Diệt đạo nhân kỳ dị xuyên qua tiếng trống rõ ràng truyền vào trong tai của Giang Nam: "Huyền Thiên giáo chủ, rốt cuộc chúng ta cũng chạm mặt rồi." Tịch Diệt đạo nhân cười nói: "Người rình ngó ta 18 thời đại,
có nghĩ đến ngày hai chúng ta đối diện hay không? Tịch Diệt ma trống chấn động công kích Giang Nam, vang lên tiếng nổ điếc tai, tiếng trống chấn Giang Nam lùi một bước. Hỗn độn ôn đế bắt lấy cơ hội bỏ chạy ngay, hắn cười to nói: Tịch Diệt đại đế, cuối cùng ngươi cũng sống lại. Tốt, hôm nay hai ta hợp sức giết Huyền Thiên Thôi. Ồ, người có trợ thủ, chẳng lẽ ta không có hay sao? Giang Nam bay lên cao, lao hướng hỗn độn ôn đế quát lớn: Đạo không, Tịch Diệt đạo nhân hay ôn đế đều là kẻ thù của ngươi, vẫn không chịu ra tay hay sao? Ngươi chặn Tịch Diệt, còn ta giết ôn đế. Trong không trung đột nhiên vang lên thanh âm ồm ồm: Tốt. Đại diện đạo quân quả vị đột nhiên xuất hiện đằng trước Tịch Diệt ma trống. Đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện, tóc đen bay lên, một đấm đánh vào Tịch Diệt ma trống, đẩy lùi trống. Tịch Diệt đạo nhân, ngươi chỉ có một phần nhỏ thân thể, chạy ra ngoài mà muốn làm mưa làm gió sao? Được rồi, để ta xem ngươi núp ở đâu nào, phong ấn ngươi lần nữa, cho ngươi mãi mãi không trốn ra được. Đại điện đạo quân quả vị ầm vang phá tan không gian, truy tìm hơi thở của Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt ma trống, các Tịch Diệt linh quang bay múa đuổi theo đại điện đạo quân quả vị. Tiếng trống dồn dập, Tịch Diệt linh quang như dòng nước phủ lên đại điện đạo quân quả vị, xâm nhập vào trong. Bất không, chỉ bằng vào ngươi mà mơ tưởng lại phong ấn ta sao? Bây giờ ngươi không ở trạng thái đỉnh cao như ngày xưa, không có thực lực đó, hãy để cho ta tiêu hóa ngươi, tiễn ngươi vào đại Tịch Diệt nào. Đạo không đạo nhân đứng trước đại điện đạo quân quả vị, đầu ngón tay bắn ra các thần thông đẩy lùi từng đợt Tịch Diệt linh quang. Tịch Diệt ma trống chấn động, làm hơi thở đạo không đạo nhân thay đổi, cơ thể lảo đảo. Lúc này trong đại điện đạo quân quả vị có một đạo không đạo nhân khác bay lên cao, đuổi theo hơi thở Tịch Diệt đạo nhân, là đạo không áo trắng. Đạo không đạo nhân là thần hồn song sinh, có hai thần hồn. Kiếp này đạo không đạo nhân luyện thành hai bản thân. Lúc trước giằng co với Vô Cực Thiên Tôn thì đạo không đạo nhân chỉ dùng một chân thân, mặc dù Vô Cực Thiên Tôn nhìn thấu thế nhưng chưa từng xuất động chân thân thứ hai. Vô Cực Thiên Tôn là điện chủ đạo quân điện, tuy có ý đồ tiêu diệt tiên giới thế nhưng không phải loại không giữ nguyên tắc. Vô Cực Thiên Tôn hành động toàn theo lòng mình, rất chú trọng nhân quả báo ứng, sẽ không bỗng dưng ra tay, càng sẽ không lạm sát vô tội, nên đạo không đạo nhân không trở mặt với Vô Cực Thiên Tôn. Nhưng Tịch Diệt đạo nhân thì khác, gã không có chút nguyên tắc gì. Mục đích của Tịch Diệt đạo nhân chỉ có một, đó là hủy diệt. Hủy diệt hết thảy sinh mệnh, chỉ vì mình bất tử, vì tận cùng đại đạo. Đạo không đạo nhân xuất động hai chân thân, không hề giấu thực lực nữa. Tịch Diệt đạo nhân đã tu luyện đến trình độ Tịch Diệt bất tử thì ta bất diệt. Về mặt hiểu biết đại đạo, cao sâu hơn đạo không đạo nhân một bậc, đẳng cấp điện chủ. Tuy Tịch Diệt đạo nhân chỉ có một phần thân thể chạy ra khỏi bất không chấn áp, thế nhưng phong ấn trong mấy quan tài khác đã thả lỏng. Một phần tu vi có thể chạy thoát xét vào một phần thân thể của Tịch Diệt đạo nhân. Phải nhanh chóng phong ấn phần thân thể thoát khốn này mới tránh cho Tịch Diệt đạo nhân hoàn toàn giải trừ phong ấn, nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Ngay khi đạo không đạo nhân lộ mặt, Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn liền dùng mình. Hai người hét lên thất thanh: Hỏng rồi, sợ là ôn đế sẽ gặp nguy hiểm. Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt. Khi đạo không đạo nhân xuất hiện, Ma Kha Thiên Quân cảm ứng đạo quả bất không mà gã đánh cắp rung lên bần bật, muốn chạy khỏi cơ thể gã. Đạo quả bất không là một trong những bản lĩnh lớn nhất của Ma Kha Thiên Quân. Nếu để cho nó trốn thoát quay về cơ thể đạo không đạo nhân, chẳng khác nào chặt cụt một tay của gã. May mắn mục tiêu của đạo không đạo nhân không phải Ma Kha Thiên Quân mà là Tịch Diệt đạo nhân. Nếu đạo không nhằm vào gã thì Ma Kha Thiên Quân không giữ được đạo quả bất không. Ma Kha Thiên Quân thấy đạo không đạo nhân đi xa liền thở phào: Đạo không xuất hiện ngăn sư tôn của ta, hỗn độn ôn đế sẽ gặp độc thủ của Huyền Thiên giáo chủ. Ma Kha Thiên Quân quát lớn: Thiên Cơ đạo tăng, ba chúng ta lại hợp sức công kích Huyền Thiên giáo chủ thêm lần nữa nào. Tim Thiên Cơ đạo tạng đập nhanh. Chuyện đến bây giờ hai người không cho rằng bọn họ xen vào sẽ cứu mạng hỗn độn ôn đế được, nhưng Ma Kha Thiên Quân đã lên tiếng, Thiên Cơ và đạo tạng cũng thử một lần. Khí cơ ba người liên kết chỉ trời vẽ đất, dẫn động tiên linh khí, tiên kim mạch khoáng, linh lực ngôi sao trong thiên địa.
ma kha, thiên cơ, đạo tạng, dốc hết thủ đoạn ra, phát huy trí tuệ cường giả thần toán đến mức tận cùng, dẫn động trời sao, đại lục, hư không trong ước vạn dặm, tụ tập tất cả linh khí, lực lượng thành một thức tuyệt sát mạnh nhất. Lúc này, cuộc chiến của Giang Nam và Hỗn Độn Ôn Đế cũng sắp kết thúc. Hỗn Độn Ôn Đế liên tục bị thương nặng, tu vi bị Giang Nam đánh còn lại gần 5 phần. Hỗn Độn Hồng Mông xung quanh sớm đã bị Giang Nam hoàn toàn khai thiên, không cho Hỗn Độn Ôn Đế có chút cơ hội nhờ cậy Hồng Mông mà hồi sinh. Không chỉ thế, Giang Nam lo Hỗn Độn Ôn Đế bỏ trốn nên lấy lô bồng ra. Uy lực của lô bồng đóng đinh thể không xung quanh. Một khóc lô bồng nhỏ nhỏ, uy lực lại lớn đến đáng sợ. Lô bồng treo cao trên trời, trung to chống lớn, lư hương bồ đoàn đóng đinh bốn phía, phong tỏa thời không. Hỗn Độn Ôn Đế khó có thể trốn thoát được. Dưới lô bồng, hai người nhanh chóng đánh nhau. Hỗn Độn Ôn Đế chỉ còn gần 5 phần tu vi, tuy nhiên cơ thể siêu mạnh mẽ, không uổng là thần đế đời thứ nhất trong cổ thần, đạo quân thứ nhất, đạo chủ thời đại cổ thần. Cơ thể của Hỗn Độn Ôn Đế sánh bằng báu vật đạo quân, giơ tay nhấc chân, sức mạnh to lớn vô cùng. Mỗi một công kích ngang ngửa với uy lực báu vật đạo quân hoàn toàn bộc phát. Nhưng trước mặt Giang Nam thì cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế hằng kiêu ngạo bị đả kích hủy diệt. Lực lượng thân thể của Giang Nam mạnh hơn Hỗn Độn Ôn Đế 2 phần, cứng chọi cứng với gã, cường phá cường, Hỗn Độn Ôn Đế bị thương nặng. Hai nắm đấm va chạm, Hỗn Độn Ôn Đế khẽ rên, tay vang lên tiếng xương gãy. Giang Nam cất bước tiến tới, Đại La Thiên chụp xuống. Ôn Đế, thời đại bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi nữa rồi. Giang Nam lên tiếng nói. Thời đại thuộc về ngươi đã sớm kết thúc từ khi ngươi vùi thân trong tiên thiên ôn đế quan rồi. Âm 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 âm. Cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế nổ tung rồi lại ngưng tụ, gã cười gằn. Huyền Thiên, nếu không phải ta bị Bất Không ám toán, chấn áp trong quan tài nhiều ức năm như vậy, tiêu hao tu vi thực lực hơn một nửa, thì sao ngươi thắng ta được đây? Giang Nam lắc người, vô số tiên thiên bất diệt linh quang bay ra biến thành các tầng cung khuyết, dãy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả. Đại La Thiên lồng lộng to lớn nước vạn dặm. Giang Nam cười khẩy nói, ta dùng cảnh giới sơ kỳ thiên quân chém ngươi cảnh giới tiên thiên viên mãn mà ngươi còn không phục sao? Nếu ta là đạo quân, dù ngươi phục hồi đến trạng thái cao nhất cũng dễ dàng bóp chết ngươi. Ôn Đế, lên đường đi thôi. Cung khuyết, dãy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả, các dị tượng tiên thiên pháp bảo trong Đại La Thiên bỗng chốc bộc phát uy lực, nhấn chìm Hỗn Độn Ôn Đế. Muốn giết ta sao? Dù ta là Hổ Lạc Bình Dương cũng không thể khinh thường được đâu. Bạo động siêu khủng bố đột nhiên truyền ra từ người Hỗn Độn Ôn Đế, đó là đại đạo đốt cháy, bùng nổ, vỡ tan. Hỗn Độn Ôn Đế vùng lên, vô số đại đạo ôn dịch khủng bố bao bọc người gã xông ra ngoài Đại La Thiên. Bùm 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 bùm. Từng đợt đại đạo ôn dịch tan vỡ trong đòn công kích của vô số tiên thiên bất diệt linh quang. Thần xác Hỗn Độn Ôn Đế liên tục tan rã, cơ thể thành khói xương, bị Đại La Thiên luyện ngày càng nhạt nhòa. Mơ hồ thấy đại đạo ôn dịch bảo vệ đạo quả của Hỗn Độn Ôn Đế cố gắng bay ra ngoài Đại La Thiên. Chờ khi Hỗn Độn Ôn Đế bay đến biên giới Đại La Thiên, máu thịt trên người của gã đã bị luyện sạch, xương cốt nát vụn, đại đạo ôn dịch quay quanh đạo quả bị chấn vỡ. Dù ta chết đi cũng phải di họa ức vạn năm, khiến tất cả sinh linh trong tiên giới không sống yên được. Đạo quả Hỗn Độn Ôn Đế không chạy ra Đại La Thiên được. Đột nhiên đạo quả nổ tung, Đại La Thiên bị nổ hở ra một đường, khí ôn dịch cuồn cuộn tràn ra bên ngoài. Giang Nam vươn tay chộp, định thu về khí ôn dịch thì đột nhiên thiên địa sao động dữ dội. Tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn bộc phát, đánh bật bàn tay của Giang Nam lên cao. Vù 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 vù. Khí ôn dịch bay đi bốn phương tám hướng, biến thành từng cầu vồng sặc sỡ nhiều màu, bắc ngang không gian. Đó là đạo hạnh của Hỗn Độn Ôn Đế biến thành khí ôn dịch. Dính một chút thôi đủ lấy mạng tiên quân. Nếu những khí ôn dịch này thoát ra ngoài sẽ là tận thế với sinh linh tiên giới. Giang Nam biến sắc mặt, lắc người một cái. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi người hắn, truy tìm khí ôn dịch. Từng đợt linh quang bất diệt biến thành trung to, đỉnh lớn, thanh đồng tôn, bình ngọc hấp thu khí ôn dịch. Các tiên thiên bất diệt linh quang
phải hút hết khí ôn dịch, tránh cho tai họa thế gian. Ở phương xa, Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt, vội phất tay áo, bắt lấy đạo quả ôn đế. Ma Kha Thiên Quân quát lớn: "Hai vị đạo hữu, mau trốn thôi." Thiên Cơ và Đạo Tạng vụt ngoái đầu lại, thấy Giang Nam đạp gió bay tới gần, mặt hai người tái xanh, vội vàng bay lên cao cùng Ma Kha Thiên Quân cắm đầu mà chạy. Trong vội vàng, Đạo Tạng Thiên Tôn không quên hỏi: "Ma Kha đạo hữu, người mới thu thần hồn cổ ôn đế hay sao?" "Không phải, thần hồn cổ ôn đế đã bị nát rồi, bị Huyền Thiên Chu sát rồi. Ta chỉ cướp được một mảnh đạo quả của ôn đế thôi." Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn giật mình. Mới vừa rồi, Ma Kha Thiên Quân ra tay không phải cứu hỗn độn ôn đế. Ôn đế đã không có khả năng trốn thoát. Mục đích của Ma Kha Thiên Quân là vì giành mảnh nhỏ đạo quả của hỗn độn ôn đế. "Hai vị đạo hữu, ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi Huyền Thiên. Ba người đi chung một chỗ sẽ không trốn thoát được đâu." Ma Kha Thiên Quân đột nhiên vung tay, một tuyệt sát như lạch trời đứng thẳng trước mặt ba người. Ma Kha Thiên Quân xuyên qua tuyệt sát cười nói: "Vì thế nên nhờ hai vị đạo hữu ngăn Huyền Thiên lại. Yên tâm, đạo quả của các ngươi ký thác trong Vô Đạo Thâm Uyên, các ngươi chỉ chết một lần trong tay của Huyền Thiên sẽ không chết hẳn. Ta thì không thể chết được, bởi vì trong người có đạo quả bất không. Nếu ta chết đi, đạo quả bất không sẽ rơi vào tay Huyền Thiên." Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn bị tuyệt sát chặn lại, trong một thoáng không thể xuyên qua. Hai người giận dữ ngoái đầu nhìn thấy Giang Nam cách không xa. Thiên Cơ đạo quân nghiến răng nói: "Đạo quả của chúng ta bị Tịch Diệt đạo nhân khống chế, không phản bội được, giờ đành liều mạng với Huyền Thiên giáo chủ vậy." Đạo Tạng Thiên Tôn cũng cắn răng nói: "Được, cùng lắm chết một lần, sau đó hồi sinh trong đạo quả." Giang Nam đi tới trước mặt hai người: "Chết một lần sao?" Giang Nam lắc đầu nói: "Hai vị, nếu các người chết trong tay ta thì thân chết đạo tiêu thật, không đơn giản là chết một lần đâu. Ma Kha không cho các người biết tu vi chú đạo của ta hơn hẳn vạn chú đạo quân hay sao?" Vù 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 vù, tiên thiên bất diệt linh quang đan xen dưới chân của Giang Nam biến thành một tòa chú đạo thiên đàn. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lòng lạnh lẽo. Trong chú đạo thiên đàn dưới chân Giang Nam, chú sát đại tế đã bắt đầu vận chuyển. Mặt hai người trắng bệch, điên cuồng công kích Giang Nam. Chú sát đại tế đã bắt đầu, Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn có chạy đi đâu cũng khó thoát khỏi chú sát. Nếu tu vi thực lực của Giang Nam yếu hơn bọn họ thì thôi, không thể chú sát được hai người. Vấn đề là thực lực của Giang Nam hơn xa Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn. Chỉ cần hắn bắt được một lũ tinh khí của hai người là có thể tỏa định vị trí đạo quả, trực tiếp chú sát, xóa bỏ thần hồn trong đạo quả. Có cơ may phòng ngự chú sát, nếu dùng pháp bảo cường đại bảo vệ đạo quả là chặn được, hoặc ký thác đạo quả vào thời không phong kín để chú đạo thiên đàn không tìm ra vị trí. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn vẫn còn một cơ hội sống, đó là đạo quả ký thác trong Vô Đạo Thâm Uyên bị Tịch Diệt đạo nhân điều khiển. Nếu Giang Nam chú sát một người sẽ kinh động Tịch Diệt đạo nhân, gã sẽ bảo vệ đạo quả của người còn lại, ngăn chú sát đại tế. Nhưng như vậy là sẽ có một người chết đi, là hoàn toàn hồn phi phách tán, không có khả năng sống lại. Thiên Cơ cùng Đạo Tạng vốn bị Ma Kha Thiên Quân ép buộc phải ký thác đạo quả trong Vô Đạo Thâm Uyên, biểu minh lòng trung thành với Tịch Diệt đạo nhân. Khi đó hai người khá bực bội, thế nhưng bây giờ thầm cảm thấy may mắn, đạo quả của mình nằm trong tay Tịch Diệt đạo nhân. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn đều không muốn chết, bọn họ phải làm công phá phòng ngự của Giang Nam, phá hỏng chú sát đại tế. Âm 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 âm, hai đạo quân chuyển thế thời đại thiên đạo dẫn động lực lượng thiên địa ước vạn dặm biến thành tuyệt sát công kích Giang Nam. Thiên Cơ cùng Đạo Tạng phát huy sức mạnh cường giả thần toán đến tột đỉnh. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tuyệt vọng là công kích tuyệt sát của bọn họ va chạm vào người Giang Nam, thế nhưng vạt áo của hắn không bay lên chút nào cả. Hiện giờ là thủa ban đầu khai thiên, cường giả thần toán có thể phát huy thực lực mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Có thể nói, cường giả thần toán là tồn tại mạnh nhất, sống thoải mái nhất trong thủa khai thiên. Nhưng Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn đứng trên cao hơn tất cả thiên quân, lại không thể làm bay được một góc áo của Giang Nam. Cường giả thần toán không tính ra được giờ chết của mình hay sao?
chú sát đại tế trong chú đạo thiên đàn đã hoàn toàn biến ra kiếm chú sát thuần túy làm bằng linh quang bất diệt. Giang Nam khẽ nói: chém. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng thiên tôn sừng sững, lòng tràn ngập sợ hãi. Giang Nam cất bước lướt qua hai người, đi ra mấy ngàn dặm. Thiên Cơ cùng Đạo Tạng vẫn bình yên đứng đó. Đạo Tạng thiên tôn run giọng nói: chú sát đại tế của hắn mất hiệu quả, không chém chết ai trong chúng ta. Huyền Thiên giáo chủ cũng chỉ có thế mà thôi. Đạo quả của các ngươi giấu quá xa, để uy lực chú sát bay một lúc đã nào. Giọng Giang Nam từ xa vọng lại: 10, 9, 8, 7. Khi Giang Nam đếm đến số 1 thì Thiên Cơ đạo quân hét to, miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất tắt thở. Đạo Tạng thiên tôn cứng người đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao. Đạo Tạng thiên tôn vừa mừng vừa sợ. Sợ là thủ đoạn chú sát của Giang Nam khiến người sợ hãi. Thiên quân ký thác đạo quả trong vô đạo thâm uyên cũng bị hắn âm thầm giết chết. Thủ đoạn giết người như vậy có ai phòng ngự được đây? Đạo Tạng thiên tôn mừng là người chết không phải gã. Thiên Cơ đạo quân là bằng hữu tốt của Đạo Tạng thiên tôn, nhưng mạng bằng hữu tốt làm sao quan trọng bằng mạng của mình được. Xẹt 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 xẹt. Một luồng linh quang bất diệt chém vào eo Đạo Tạng thiên tôn thành hai nửa. Linh quang biến thành cái chuông to bao hai khúc mình lại. Tiếng chuông vang, thân thể Đạo Tạng thiên tôn bị luyện thành cho bụi. Vẫn không giết Đạo Tạng được. Đạo quá có tịch diệt đạo nhân che chở. Thực lực như ta, dù cầm vạn chú thiên trung, chân đạp chú đạo thiên đàn, dốc sức đại tế, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tịch diệt đạo nhân được. Giang Nam tiến tới trước, Ma Kha thiên quân đã sớm cao chạy xa bay, không còn bóng dáng. Nhưng Giang Nam nhờ thời gian ngắn chú sát đại tế, giết chết Thiên Cơ đạo quân, tìm hiểu rõ phương hướng, uy lực chú sát. Dù không bám theo Ma Kha thiên quân thì hắn cũng tìm đến hang ổ của tịch diệt đạo nhân được. Giang Nam cất bước đi tới, một bước vượt vạn vạn dặm không gian. Thần thức cường đại bao phủ thiên địa, nơi Giang Nam đi qua, bao nhiêu tiên thiên sinh linh sinh ra trong thiên địa tiên giới mới, khai thiên run rẩy, cảm nhận uy nhiếp vô địch. Thật lâu sau, Giang Nam chạy đến chỗ tịch diệt đạo nhân ẩn núp, vô đạo thâm uyên. Giang Nam nhìn đằng trước, không biết nên nói cái gì. Tịch diệt linh quang to lớn thăm thẳm, nơi này tràn ngập hơi thở đại đạo, suy vong siêu cường đại. Khi nguyên trung vỡ, đã làm nổ ra một vực thẳm. Tiên thiên linh bảo chết tại đây, hình thành nơi diệt đạo kỳ dị, nên mới gọi là vô đạo thâm uyên. Hiện giờ vô đạo thâm uyên bị người chuyển đi, chỉ còn lại một cái hố lớn. Chỉ tịch diệt đạo nhân có năng lượng lớn như thế. Một đạo nhân áo trắng bước ra khỏi vực sâu, đi tới đối diện Giang Nam. Đế Giang đạo hữu tới chậm một bước rồi, tịch diệt đạo nhân đã đi rồi. Đạo nhân áo trắng hành lễ. Đạo hữu tiến bộ siêu nhanh, bây giờ đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất đương thời rồi. Đáng kính, đáng kính. Xảy ra chuyện, chắc tịch diệt đạo nhân biết hai ta cùng đến, tự hiểu không đánh lại, nên dọn tất cả đi trốn rồi. Giang Nam trả lễ. Ồ, bái kiến đạo không đạo huynh. Giang Nam cười nói. Khi ta kiếp số đến, từng mượn thân thể kiếp trước của đạo huynh, đã mạo phạm, xin thứ lỗi cho. Không dám, không dám. Sau lưng đạo không đạo nhân áo trắng hiện ra đại điện đạo quân quả vị. Đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện nói. Tịch diệt đạo nhân bỏ cháy, muốn tìm được hắn vô vàn khó khăn. Người này giỏi nhất là ẩn giấu. Tịch diệt kiếp mỗi thể đại qua đi là tịch diệt đạo nhân sẽ ẩn núp, không ai tìm được hắn cả. Mời Huyền Thiên đạo hữu đến chơi. Ồ, làm phiền rồi. Giang Nam leo lên đại điện đạo quân quả vị. Các bia đá đạo quân quả vị trong đại điện lại tăng thêm mấy chục cái tên. Trong bia đá tự động diễn sinh ra đại đạo của những tồn tại đó, liên tục nhập vào người đạo không đạo nhân. Đây là điểm tốt khai thiên tích địa. Thiên địa do đế và tôn cùng bất không khai sáng, có để lại các sắp đặt thủ khai thiên tích địa là chuyện bình thường. Còn những đạo quân chuyển thế đến tiên giới thì hơi khó chịu, cảm giác đại đạo lĩnh ngộ của mình bị ăn cắp. Ồ, trên bia đá này có nhiều cái tên mới, không phải đạo quân chuyển thế. Mắt Giang Nam sáng lên xem xét kỹ. Tên của đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô ma tổ, La Hầu la ma tổ, Bỉ Ngạn nương nương xếp trên bia đá. Còn có sinh linh bản xứ tiên giới cũng nằm tại đây. Ví dụ Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Huyền Đô đều có trên bia đá. Có tên Giang Thuyết Tình, nữ nhi của Giang Nam,
tên Tiểu Vân Liên, các tên trên bia đá là người có tư chất đạo quân. Dù tu vi kém xa 108,000 dặm, mới là đạt đến điều kiện thì sẽ có tên trên bia đá. Giang Nam xem kỹ lại, thấy vài cái tên xa lạ như Linh Châu Tử, Long Ngạn. Chẳng lẽ đám người Linh Châu Tử, Long Ngạn là sinh linh được khai thiên khí vận công đức hay sao? Giang Nam quét một vòng, bia đá trong đại điện vốn có tên hắn đã bị xóa đi, nghĩa là hắn đã nhảy ra khỏi tiên đạo, không bị tiên đạo điều khiển nữa. Trừ Giang Nam ra, cũng không có tên Con Rồng To và Vô Cực Thiên Tôn. Con Rồng To là tiên thiên linh bảo, Vô Cực Thiên Tôn thì giống như Giang Nam, không tu luyện tiên đạo, không nằm trong hàng đạo quân đại điện, đạo quân quả vị. Đạo không đạo huynh, hình như trong này thiếu một người. Giang Nam suy tư giây lát, cười nói: tại sao không thấy tên của Ma Kha Thiên Quân? Ma Kha được đạo quả kiếp trước của đạo huynh, tính sao cũng có tư chất đạo quân. Đạo không áo trắng lắc đầu nói: Ma Kha không tu luyện tiên đạo, không luyện đại đạo hồng mông của hỗn độn cổ thần. Tên Ma Kha không có trong bia đá đại điện đạo quân quả vị là bình thường. Người này rất lạ. Đạo không áo trắng nhíu mày lắc đầu nói: có lẽ Ma Kha có lai lịch khác, ta nghi ngờ là tồn tại nào đó chuyển thế và hỗn độn cổ thần, thế nhưng không có chứng cứ. Giang Nam giật mình kêu lên: sao? Tồn tại nào đó chuyển thế vào hỗn độn cổ thần sao? Giang Nam nghi hoặc hỏi: là ai có bản lĩnh này, đến nỗi đạo huynh cũng không phát hiện ra vậy? Đạo không áo đen mở miệng nói: ngoài người có người, ngoài trời có trời, Ma Kha có bản lĩnh này cũng không có gì lạ. Ví dụ đế Giang đạo hữu cũng khiến ta, đế và tôn nhiều lần tính sai. Vô Cực Thiên Tôn không chiếm được chút ưu thế nào từ ngươi, có đúng hay không? Ta chỉ mới nghi ngờ Ma Kha có thể là tồn tại nào đó chuyển thế, không có chứng cứ gì. Số lượng cổ thần song sinh thần hồn rất hiếm hoi, Ma Kha sinh ra đã là song sinh thần hồn. Nếu Ma Kha là vị tồn tại nào chuyển thế thì người đó tất nhiên cũng có song sinh hồn, xác suất này rất nhỏ. Giang Nam gật gù, cùng hai đạo không đạo nhân đi vào vườn hoa, ngồi xuống trên tế đàn. Tiếng bước chân lẳng xoảng vang lên, một con bọ cạp khổng lồ nâng nước trà leo lên tế đàn đặt trước mặt Giang Nam. Cái càng quen thuộc kẹp ấm trà rót nước cho ba người. Giang Nam nhìn con bọ cạp to cười nói: năm xưa người truy sát ta khốn khổ, lần đầu tiên ta đến đây, ba phen bốn lượt suýt bị người ăn mất à? Con bọ cạp vội nói: tiểu yêu mắt không tròng, không biết đế Giang lão xa đã đắc tội nhiều, may mắn lao ra không so đó, tha mạng cho ta. Đạo không đạo nhân phất tay khiến con bọ cạp lui xuống. Đạo không đạo nhân nói: lần này Tịch Diệt đạo nhân bỏ chạy, sợ là không lâu sau các mảnh thân thể sẽ thoát khốn, thực lực càng lúc càng mạnh. Tịch Diệt đạo nhân thích thú hủy diệt, sẽ không dễ bỏ qua, góp tay thúc đẩy tiên đạo xuống dốc sớm hơn, thúc giục Tịch Diệt kiếp đến nhanh hơn. Thần đạo của đế Giang đạo hữu sau này cũng sẽ gặp tình huống đại đạo thịnh cực rồi suy, Tịch Diệt kiếp sẽ đến. Một mình đạo hữu là một thể đại, trong ngực chứa vũ trụ càn khôn, khó tránh khỏi bản thân tịch diệt, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tương lai thần đạo của ngươi đến tận cùng, Tịch Diệt đạo nhân sẽ tìm tới diệt đạo hữu. Giang Nam lấy trà thay rượu, nâng chén kính đạo công đạo nhân. Giang Nam cười nói: đạo huynh, Tịch Diệt kiếp thời đại cổ thần của ngươi có lẽ đến sớm hơn Tịch Diệt kiếp của thần đạo ta mấy chục ước năm. Nghe giọng điệu của đạo huynh, dường như không cho rằng đế và tôn sẽ làm Tịch Diệt kiếp mãi mãi không đến phải không? Đạo không đạo nhân áo trắng lắc đầu nói: mưu lược của đế và tôn có thể xưng là nhân vật số 1 số 2 từ xưa đến nay. Nhìn khắp thời đại nguyên đạo đến nay, cường giả trí tuệ như bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chừng đế và tôn thật sự có thể tránh cho Tịch Diệt kiếp đến được. Nhưng Tịch Diệt kiếp là quy luật tự nhiên, ta e rằng mọi cố gắng của đế và tôn chỉ là công dã tràng. Giang Nam gật gù: tiên đế tiên tôn đúng là nhân vật hiếm thấy từ xưa đến nay, từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ rất hiếm thấy ai được như vậy. Đế và tôn nghĩ ra cách khiến Tịch Diệt kiếp mãi mãi không đến được, đúng là xảo diệu tuyệt vời. Tiên đế tiên tôn để lại 3000 đại đạo, tất cả là mô phôi chưa hoàn toàn, bất cứ ai được 3000 đại đạo thử hoàn thiện chúng nó
cuối cùng đại đạo mỗi người mỗi khác. 1.000 người cùng một loại 3.000 đại đạo, đến cuối cùng sẽ có 1.000 kết quả. Điều này khiến tiên đạo mãi mãi biến đổi. Thay đổi nghĩa là sống, khư khư theo khuôn mẫu nghĩa là chết. Trong lịch sử, lý do các thời đại đi hướng hủy diệt, tịch diệt kiếp đến là vì đại đạo phát triển đã đến mức tận cùng, ngừng biến đổi từ thịnh cực đến suy. Tiên đạo mãi mãi thay đổi nghĩa là có khả năng vô hạn, có hy vọng né qua tịch diệt kiếp. Đây chỉ là giả thuyết của đế và tôn, không ai biết cách này có thể tránh khỏi tịch diệt kiếp được hay không. Đạo huynh nói thần đạo của ta đi đến tận cùng thì tịch diệt kiếp sẽ đến, tịch diệt đạo nhân sẽ tìm diệt ta sao? Đạo huynh nói như thế là khinh thường ta rồi. Giang Nam cười nói, nguyên thủy đại đạo của ta bao gồm toàn diện, siêu thoát vạn cố, dù là đại đạo tịch diệt chỉ là một phần của nguyên thủy đại đạo. Ta có thể hóa thân tịch diệt kiếp mãi mãi sẽ không đến với ta. Dù vũ trụ hồng hoang tịch diệt ngàn lần, vạn lần, ta vẫn sẽ siêu thoát khỏi nó, bất lão, bất tử, bất diệt. Điểm yếu duy nhất của ta là chưa đi đến tận cùng đại đạo, có khả năng bị người giết đi. Còn tịch diệt kiếp sao? Giang Nam lắc đầu, đạo không áo đen rung động, thật lâu sau thở hắt ra. Đạo không áo đen nói, người biến mình thành tịch diệt đạo nhân khác à? Trước mắt ngươi còn khống chế bản thân được, thế nhưng tương lai ngươi sẽ giống như tịch diệt đạo nhân, bị đại đạo tịch diệt khống chế. Đạo huynh nói sai rồi. Đại đạo tịch diệt là đại đạo tịch diệt, nguyên thủy đại đạo là nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo của ta bao gồm tịch diệt, nhưng cũng chứa đạo và lý vô cùng ở trong đó. Giang Nam mỉm cười nói, lòng ta máy động là có thể diễn sinh biến đổi vô tận, diễn biến chú đạo, nguyên đạo, đại đạo của thần, đại đạo của những thời đại trước kia chưa từng sinh ra. Nếu ta đến tận cùng đại đạo, dù thiên địa quay về hỗn độn, không còn sinh ra gợn sóng gì, hỗn độn bình tĩnh chưa từng có, thì ta có thể khai thiên hỗn độn, tái diễn hồng hoang, nhận đại đạo khác, sáng tạo một thời đại. Giang Nam nghiêm túc nói, đạo huynh, đây là tận cùng đại đạo của ta. Tương lai ta chứng tận cùng đại đạo, sẽ đặt tên đại đạo của ta cho cảnh giới này, tên nó là nguyên thủy. Ta là nguyên thủy đại thiên tôn, các vị tôn ta làm tôn. Hai đạo không đạo nhân trố mắt nghe. Một lúc sau, đạo không đạo nhân lắc đầu nói, đế giang không uống là đế giang mà, hùng tài vĩ lược, ánh mắt cao xa, hèn gì vô cực thiên tôn khen người không tiếc lời. Giang Nam cười to nói, ta chỉ thuận miệng nói thổi phồng thôi. Đạo không đạo huynh, đế và tôn, vô cực đạo huynh, thần mẫu, tịch diệt, mấy vị tồn tại đều là tiền bối của ta, thủ đoạn trồng chất, mưu trí sâu xa. Một kế khai thiên, khai sáng một thời đại, một kế diệt thế, hủy diệt một thời đại. Từ xưa đến nay, đại đăng giả đến thế là cùng thôi. Bây giờ, ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo sau lưng các vị, không biết đến bao giờ mới tới cảnh giới trong dự định của mình đây. Đạo không áo trắng cười lớn, nếu người đến cảnh giới nguyên thủy thì chúng ta sẽ phải gọi ngươi là nguyên thủy sư huynh rồi. Khoác lác quá, đế giang đạo hữu à, ngươi nói khoác quá à. Tương lai tận cùng đại đạo, ta sẽ chở ngươi tại đó, nhìn xem ai mới là đại thiên tôn. Giang Nam đứng dậy hành lễ, một lời hứa chắc luôn. Hai đạo không đạo nhân cũng đứng dậy đáp lễ, phải, một lời hứa chắc luôn, ta sẽ đợi. Giang Nam xoay người đi ra vườn hoa, đến trung tâm đại điện đạo quân quả vị. Giang Nam nhìn bia đá đạo quân quả vị của Giang Thuyết Tình, giơ tay muốn xóa tên nữ nhi, nhưng bỗng hắn dừng lại, lắc đầu ra khỏi đại điện đạo quân quả vị. Ta lĩnh ngộ bốn vị một thể, nhảy ra sắp xếp của đế và tôn, nên tên tự động biến mất trên bia đá. Bước ra một bước, từ nay mệnh ta thuộc về ta, không do người. Từ nay tiêu dao tự do, không trói buộc. Tuyết Tình đi đường cũ của ta, được chí bảo tiên đạo đế và tôn để lại cho ta là La Thiên Khánh Vân, thay ta chịu đế và tôn trói buộc. Mục đích của đế và tôn là tái tạo một đế giang tiên đạo. Giang Nam đi xa thầm nghĩ, nếu ta xóa tên cho Tuyết Tình, tuy sẽ không bị đế và tôn điều khiển, nhưng nàng rơi vào tay ta. Mục đích của ta là che chở Tuyết Tình,
nhưng cái bóng của ta sẽ bao phủ nàng, khó mà tự do sinh trưởng. Đây là biến tướng khống chế nàng. Tuyết Tình có thể thoát khỏi đế vợ tôn điều khiển hay không, phải xem lĩnh ngộ của bản thân nàng. Nếu không ra được, vậy đành bỏ thần thành tiên. Trong đại điện đạo quân quả vị, đạo không đạo nhân lộ vẻ đăm chiêu. Đạo không đạo nhân mỉm cười nói: Nguyên thủy đại đạo sao? Tận cùng đại đạo sao? Cảnh giới nguyên thủy đại thiên tôn. Đạo không đạo nhân thở hắt ra. Hai đạo không đạo nhân ngồi đối diện nhỏ giọng nói: Đế và tôn đến từ vũ trụ kia, xưng hô tận cùng đại đạo là nguyên thủy. Không ngờ ở vũ trụ chúng ta rút cuộc cũng sắp có cảnh giới nguyên thủy. Vùng đất đế và tôn đến có cảnh giới nguyên thủy, đã có người san bằng đường cho đời sau. Vũ trụ chúng ta còn đang lần mò, không ai dẫn đường cả, chỉ có thể mày mò bên trong bóng tối. Kiếp này không chừng sẽ có người chứng tận cùng đại đạo mà thành tựu nguyên thủy. Ai thành tựu nguyên thủy trước thì người đó sẽ là nguyên thủy đại thiên tôn. Không biết sẽ là ai bước ra một bước cuối cùng đây. Lúc bấy giờ Giang Nam đi Đại La Thiên một chuyến, đón Thiên Vi, Giang Tuyết Tình và Tiểu Vân Liên tiếp tục đi du lịch vũ trụ tiên giới mới khai thiên. Bảy con chim xanh sớm tự mình chạy ra ngoài, không biết tung tích. Giang Nam không quan tâm chúng nó, trừ thiên quân ra, đương thời không nhiều người làm gì được mấy con chim. Không lâu sau, đại lộ Bảo Liễn chạy vào Di Quang Thắng Cảnh. Di Quang Thắng Cảnh này là xen lẫn một phần nguyên thủy chi khí với thiên đạo linh khí khác biến thành thánh cảnh. Lại đi cổ địa khiếm khuyết trong hỗn độn, chưa bị tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo khai thiên. Cổ địa rơi vào đây biến thành Di Quang Thánh Cảnh, cũng là một mảnh tiên thiên tiên vực, tiên linh khí bị cổ địa hóa thành Di Quang. Khối cổ địa này chắc để lại từ thời đại tiền sử Sa Môn, chưa từng bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp. Hỗn độn rộng lớn vô cùng, có nhiều chỗ kỳ lạ. Vào thời đại hỗn độn cổ thần, các cổ thần chưa thăm dò hết hỗn độn. Thường có người phát hiện một số di tích tiền sử kỳ lạ còn trong hỗn độn. Di Quang Thánh Cảnh bị môn hạ của Khổ Hạnh Thiên Tôn là Tam Khuyết Đại Phật chiếm cứ, chế tạo 3000 cực lạc đại thế giới. Các hỗn độn khai thiên quay quanh Di Quang Thánh Cảnh huy hoàng và hưng thịnh. Tam Khuyết Đại Phật biết vu phụ Giang Nam đến thì vội dẫn các đại phật mảnh đất bỏ hoang đại giáo ra nghênh đón. Tam Khuyết Đại Phật tiến lên chào hỏi, hắn cười nói: Sao giáo chủ lại rảnh rỗi ghé chơi Thâm Sơn Cùng Cốc của tiểu tăng như vậy? Thâm Sơn Cùng Cốc sao? Giang Nam im lặng nhìn Di Quang Thánh Cảnh, khắp nơi là tài phú, núi tiên, ao tiên. Giang Nam cười nói: Tam Khuyết đạo hữu, nếu chỗ của ngươi là Thâm Sơn Cùng Cốc thì trên đời không còn thánh cảnh nữa rồi. Tiên thiên tiên vực của ngươi là tiên vực khảo hạng hiếm có trong vũ trụ mới khai thiên này. Tam Khuyết Đại Phật vội vàng nói: Các đệ tử mau trông chừng bảo bối của gia gia, giáo chủ mà còn khen tốt thì chắc chắn sẽ trộm mất thôi, hãy cảnh giác chống trộm cho ta. Cái lão chọc, không, sư tôn của ta không quen hưởng lạc, cả ngày mặt nhăn mày nhó bảo ta xây dựng Di Quang Thánh Cảnh quá xa hoa, không giống với Khổ Hạnh tăng, sư tôn mang theo đám người đi Khổ Hạnh rồi. Tam Khuyết Đại Phật phàn nàn nói: Giáo chủ, bán ta cho Khổ Hạnh làm khổ ta quá mà, giáo chủ xem ta gầy rộp bao nhiêu vạn cân rồi đây này.